Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 5 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang cập nhật tin tức liên quan đến chùa Bát Nhã hiện tại đến bây giờ là ngày vào ngày 27 tháng 6 vừa rồi đó thì phía bên tu viện Bách Nhã với người đại diện là trụ trì hiện tại là sư cô thích nữ giới Pháp hay là còn có tên là Hoàng Hoàng Thị Ngọc Kim. Yeah. Người này đã làm một cái đơn kháng cáo gửi lên tòa để mà xin ngưng lại hết bộ chuyện kháng cáo, đề nghị xử lại hết toàn bộ các vụ kiện hồi trước đến bây giờ. Rồi đồng thời bên đó thì bây giờ phía bên mà người mua đó là Tiffany Phạm là đại diện cũng đang kiện cái phía bên chùa là không có trả lại cái cái cơ sở đó cho người ta, người ta đã mua rồi. Rồi vào ngày cuối tháng năm vừa rồi đó thì về phía bên sư cô Huệ Chiếu đó, nghĩa là nhiều người cho là uh, sư cô Huệ Chiếu là người đã tự chuyển cái tên chùa Bát Nhã sang cho mình xong rồi đi cầm cố và cái tiền mà sau khi ngôi chùa này được phát mãi là khoảng 3 triệu 6 mấy sau khi trừ ra tiền tiền lời rồi tiền vốn thì còn dư lại cái khoản tiền là khoảng 1 triệu hai rồi cộng với lại cái số tiền mà bà Huy Chiếu đã mượn trước đó là 1 triệu 7 tức là người ta cho rằng là bà nắm trong tay số tiền cũng khoảng 2 triệu 9 3 triệu đồng nhưng mà đến bây giờ đó thì bà đọc một cái đơn kiện kiện ai kiện cái công ty cho bà vay tiền á nói rằng là công ty đó đến giờ này vẫn chưa có thối lại cho bà cái số tiền mà dư số tiền một triệu hai mấy đó đến bây giờ bà chưa có nhận được cho nên là bà kiện cái công ty cho vay là như vậy nhưng mà phía công ty đó khi mà luật sư đến hỏi thì họ cũng cho biết rằng là đúng họ chưa có trả là bởi vì họ không biết trả cho ai ai cũng đến đòi hết đó ai cũng đến tại vì khi mà một cái tài sản phát mãi mà sau khi trả cái nợ của công ty đó cho cho vay rồi thì cái số tiền còn dư lại thì bắt buộc phải trả cho chủ nhân của cái nơi bị phát mãi. Thì bây giờ chủ nhân nếu mà trên giấy tờ thì là bà Huệ Chiếu là nói là chủ quyền của bà. Nhưng mà phía bên chùa có thể cũng đòi, rồi họ thấy đòi tùm lum hết rồi những cái đơn kiện tụng xung quanh cái vụ này. Cho nên họ giữ lại số tiền đó, họ chưa có trả cho ai để coi cái còn có kiện tụng gì nữa không, còn ai đòi cái gì nữa hay không đó là lý do. Thật ra là hôm trước giờ nói rằng là công ty đó đã trả tiền cho bà Huy chế rồi thì thật ra là chưa có trả. Rồi phía bên như đã nói, sư cô Thích Nữ Giới Pháp trong vai trò là trụ trì mới. Mặc dù cái đó là trên giấy tờ văn bản của chùa này thôi, họ làm thông báo họ đưa ra tùm lum hết, nhưng mà văn bản mà nộp lên trên tiểu ban đó thì vẫn trụ trì vẫn cái người mà CEO đó vẫn là sư cô Hệ Chiếu chứ không phải là uh, sư cô thích nữ giới pháp. Nhưng mà sư cô thích nữ giới pháp ở đây lại làm cái đơn kiện kháng án này, kiện lại toàn bộ hết và trong đó có nói rằng cái việc làm của sư cô Huệ Chiếu là sai với lại cái bylaws của chùa được thành lập từ năm 1989 lúc mà chùa này được khởi thủy. Nhưng mà khi nói như vậy á thì mọi người làm như là quên đi cái chùa này quên rằng là trong thời gian vừa qua đó họ trong những giấy tờ mà họ bắt đầu họ tung ra thì trong đó có một cái bylaws mới được ký vào tháng giêng của năm 2021 trong đó xác định cái quyền trụ trì mãn đời thuộc về ông Thích Nguyên Trí, thuộc về bà Huệ Chiếu, còn những người sau đó thì chỉ được có nhiệm kỳ 3 năm mà thôi. Và những người trụ trì này đó là được quyền toàn quyền quyết định ký những cái vấn đề liên quan đến bất động sản, tiền bạc vân vân. Thì cái bylaws mới đó, cập nhật mới đó do ông Thích Nguyên Trí ký vào ngày 18 tháng Giêng của năm 2021. Thời điểm đó là trước cái thời điểm mà bà Huệ Chiếu sang tên cho mình vân vân Như vậy thì nếu căn cứ vào cái bylaws mới thì những việc làm của bà Huệ Chiếu là đúng, hoàn toàn không có sai. Như vậy thì cuối cùng ở đâu ra nếu căn cứ vào cái 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 bylaws cũ thì sao, căn cứ vào bylaws mới thì sao thì đó là vấn đề của những ai mà quan tâm đến chùa bát nhã quý vị có thể theo dõi để mà ờ, làm sao đòi lại cái chùa này như vậy là làm sao ờ, tin tức mà liên quan đến chùa bát nhã cập nhật chi tiết hơn thì quý vị có thể xem trong cái phần mà bản tin đặc biệt do ngọc lan và anh vũ quý hậu nhiên đã thực hiện tường trình đầy đủ những cái vấn đề gúc mắt ở trong chùa này như thế nào đây là chuyện dài tập à, Giống như những cái bộ phim của Ấn Độ thưa quý vị, nó dài mấy trăm mấy ngàn tập đó thì à, chúng ta tiếp tục chờ đợi. Đối với những cái cộng đồng mà cư dân ở miền Nam California ở khu vực Orange County hay đi Chùa Bắc Nhã thì chúng ta rất là quan tâm một số vị khán giả người ta nói là tại sao người ta không biết gì về cái chùa Bát Nhã mà sao cứ đưa tin về vậy hoài thưa quý vị nhưng mà đây là trong một không thông tin những cái cộng đồng Việt Nam đây người ta rất là quan tâm thành ra chúng tôi vẫn tiếp tục đưa đến quý vị những bản tin liên quan đến chùa Bát Nhã và nếu muốn coi từ đầu của chuyện như thế nào thì giống như chị Lan nói quý vị có thể xem ở đường link ở dưới à, sự tường trình đặc biệt của chị Lan và anh Hậu Nhiên để mà chúng ta theo dõi à, toàn bộ xuyên suốt cái câu chuyện này à, trong tương lai hiện nay thì quý vị thấy là chúng ta có thể đi đi cáp đi taxi này nọ bằng chúng ta bút xe này nọ rất là dễ dàng hoặc chúng ta lấy xe. mà trong tương lai thì không biết là chị lan hay là lê thái có được là chúng ta đi mà bay đáp một cái chiếc máy bay trực thăng xuống ngay ở dưới đài của mình rồi mình vào bước vào trong mình làm việc không có. sẽ tương có chắc sẽ chắn có. là tương lai sẽ mình có Mình đi không? làm bằng máy bay bằng máy bay thưa <laughs> quý vị california sẽ là cái tiểu bang đầu tiên áp dụng cái chuyện mà triển khai máy bay taxi bay đến cho tất cả ở cộng đồng ở California trong thời gian sắp tới uh, Archer Aviation đây là một cái trong một trong những cái công ty ở San Jose uh, đã ký thỏa thuận với Southwest Airlines đây là một trong những cái hãng máy bay nổi tiếng uh, chúng ta đã biết để mà phát triển những cái chiếc máy bay taxi nhỏ được sử dụng để mà trợ uh, ch chuyên chở những hành khách uh, đi ở trên bầu trời tránh những cái tình trạng mà ùn tắc kẹt à, kẹt xe giao thông nghiêm trọng ở California bằng cách là sử dụng máy bay điện chở là bốn hành khách trên một cái chiếc taxi đó và những cái chiếc taxi bay này, quý vị thấy ở trên bằng ảnh nó sẽ cất cánh và hạ cánh thẳng đứng theo cách của những cái chiếc trực thăng mà chúng ta đã thấy trong hiện tại à, nhưng cách bay của chúng sẽ không giống như là cái nó, nó cách bay á, thì giống như là những cái chiếc máy bay không người lái nhưng mà hạ cánh và là cất cánh sẽ giống trực thăng có nghĩa là đáp xuống thẳng đứng và đi lên thẳng đứng nhưng mà lái cái bùng lái thì giống như những, những chiếc máy bay tự lái của những chiếc máy bay tự nhân đó thưa quý vị à, trong một cái thông cáo báo chí ngày hôm qua thì cái công ty Archer Aviation này à, mô tả cái dịch vụ bay taxi này sẽ là nhanh hơn à, yên tĩnh hơn an toàn hơn rồi hiệu quả hơn khi mà hạ cánh taxi À, hoặc là những cái dịch vụ mà chúng ta đi chung xe, đồng thời là cho biết rằng là cái chuyến bay này sẽ kéo dài từ 10 cho đến 20 phút, có thể thay thế những cái chuyến đi kéo dài hơn từ 60 cho đến 90 phút ở trên mặt đất trong thời gian sắp tới. Ban đầu thì Southwest Airlines cùng với hãng Archer này sẽ áp dụng những cái chuyến đi ngắn từ 10 cho đến 20 phút cho những hành khách nào chúng ta bút chiếc taxi bay này bay đến cái chỗ làm hay bay đi đến một cái nơi nào đó và cái công ty này cũng có một cái kế hoạch là tạo ra một cái mạng lưới những cái điểm dừng taxi hàng không ở trên không ở những cái tòa nhà hay ở những nơi công cộng để làm một cái điểm dừng kết nối với lại 14 sân bay trên toàn tiểu bang California mà Southwest sẽ sử dụng trong tương lai và sắp tới chúng ta sẽ thấy những cái mô hình taxi bay này nó tràn lan ở California và tiểu bang vàng California sẽ là tiểu bang đầu tiên áp dụng cái cái cái, cái gọi là cái khuynh hướng cái chuyện mà chúng ta sử dụng taxi bay à, uh, hi, hi, vọng rằng là anh, anh anh đinh, anh đinh xuân thái của đây mình là làm một cái một cái gọi là một cái bãi đáp <laughs> ở trên nóc của Lido Sài Gòn TV hoặc là ngoài balcony thưa quý vị ngầu Ngô Lan và lưu Thái mọi người bước một chiếc rồi đi xuống cho nó ngầu ngầu quá <laughs> à, <laughs> Đâu biết được là đến lúc mà giờ... để tránh tình trạng kẹt xe hả giờ dạ xe trên vâng. đường nhiều quá giờ đi lên là là taxi bay Dạ vâng <laughs> Thưa quý vị uh, từ sau ngày Trulefour lễ độc lập thì Ngọc Lan đã có đưa tin tức liên quan đến việc mà một con chó được, được tìm thấy một cái cặp mà đi đi hiking họ thấy con chó mà bị cột cái mõm lại, cột cái cổ lại ở khu vực Malibu Canyon đó. Họ cảm thấy rất là xúc động, họ cứu nó rồi thấy nó trong đó nó có nhiều cái triệu chứng bị bệnh vân vân. Rồi người ta ra một cái giải thưởng đó là ra giải thưởng là 2.500 đô la cho ai mà tìm được chủ nhân của con chó này đã có những cái hành động tệ bạc đối với nó. Rồi sau đó khi mà tin tức được đưa lên á, thì giải thưởng rất là nhanh đã tăng lên hơn gấp 3 lần. Có nghĩa là lên đến là 7.600 đô la. Nhưng mà ngày hôm nay á, giải thưởng này đã lên đến 25.000 đô la. Wow. Những người mà có trách nhiệm trong cái việc mà đi tìm kiếm chủ nhân của con chó này họ nói họ cũng rất là bất ngờ trước cái sự đóng góp của cộng đồng khi mà người ta nhìn thấy hình ảnh con chó người ta thấy nó tội nghiệp quá nó bị nhiều cái bệnh như vậy mà chủ nhân nào uh, lại có thể mà tàn ác với súc vật uh, không có hiểu được uh, nó đã phải đau đớn ra làm sao người ta nhìn nó mà cảm thấy rất là đau lòng hay là nhìn cái gương mặt nó um, đủ hết để để mà miêu tả cái cái cảm xúc của con chó được cái hình ảnh cái cảm giác người ta khi nhìn nó và chính cái điều đó làm cho người ta xúc động và ngày hôm nay thì 25.000 đô la tiền thưởng để tìm ra chủ nhân của con chó này. Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.